Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp ngày 20 tháng 7 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử vi tuổi Tý. Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp chỉ ra rằng người tuổi Tý trong ngày thứ ba này gặp khá nhiều thuận lợi suôn sẻ nhờ có thiên ấn trợ mệnh bản mệnh có cơ hội thể hiện năng lực của bản thân sự năng nổ nhanh nhẹn của bạn đã ghi điểm trong mắt cấp trên và đồng nghiệp tuy nhiên con giáp này chẳng thích ồn ào mà chỉ muốn tận hưởng theo cách riêng của mình đôi khi chính bạn lại là người tạo ra một rào ngăn vô hình với những người xung quanh bạn đang sống và làm việc cùng tập thể nên hãy cố gắng mở lòng hơn nữa nhé ngũ hành thủy hòa xung khắc mối quan hệ giữa bạn và các thành viên trong gia đình không mấy hòa thuận bất đồng quan điểm và tranh cãi xảy ra liên miên khó bề hòa giải hãy bình tĩnh ngồi lại và chia sẻ thẳng thắn những suy nghĩ để có thể thông cảm và thấu hiểu cho nhau nhiều hơn tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim đừng do dự sẽ mất cơ hội kiếm tiền công danh chức vụ tình cảm nếu có người đề nghị công việc nên chấp thuận tình cảm tốt đề phòng sức khỏe không tốt trong thân nhân có người đau ốm hoặc có tin xấu về công danh tiền bạc tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy Mọi việc không nên để lâu dài, dây dưa cũng không nên phân bua, nói nhiều dễ gây ra nhiều chuyện không hay, bị hàm oan, tranh cãi. Hao tốn về khách khứa, tiệc tùng hoặc về giao thiệp. Nhưng cũng có lộc nhỏ, thuận lợi cho việc sửa chữa, mua sắm, dọn dẹp, chữa bệnh. Cẩn trọng về sức khỏe không được tốt. Tử vi tuổi Mậu Tý, thuộc mệnh Hỏa. Không nên e ngại về sự chậm chạp hoặc có sự thay đổi biến động đột ngột cứ tiến hành sẽ có kết quả hoặc có cơ hội quý nhân giúp đỡ cần phải bỏ công sức hoặc phải gây áp lực mới có kết quả ngày có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn hoặc có tin tức của họ có cuộc đi ngắn thuận lợi cho việc sửa chữa mua sắm dọn dẹp chữa bệnh tài lộc vào nhanh ra nhanh trong nhà có người đi xa thay đổi việc làm tử vi tuổi canh tí thuộc mệnh thổ có tin tức tuy nhiên trong công việc nên cẩn trọng không nên hấp tấp dễ gặp rủi ro bất chắc hoặc gặp chuyện không hay hoặc phải làm trong sự áp lực bất mãn tình cảm tốt đề phòng sức khỏe không tốt trong thân nhân có người đau ốm hoặc có tin xấu về công danh tiền bạc tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc cần phải bỏ công sức hoặc phải gây áp lực mới có kết quả ngày có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn hoặc có tin tức của họ có cuộc đi ngắn thuận lợi cho việc sửa chữa mua sắm dọn dẹp chữa bệnh tài lộc vào nhanh ra nhanh trong nhà có người đi xa thay đổi việc làm đề phòng có sự sai hẹn rời hẹn tử vi tuổi sửu tử vi hôm nay nhận thấy con giáp tuổi sửu sẽ khó thoát ra khỏi những rắc rối trong ngày sửu tuất tương hình có vẻ như sự tự tin thái quá của bạn đã phản ngược tác dụng rồi hãy học cách lắng nghe và tiếp thu ý kiến của người khác đừng chỉ khăng khăng mình là đúng nhé may mắn là có thiên tài xuất hiện bản mệnh không phải lo lắng gì nhiều về vấn đề tiền bạc trong ngày này bạn có thể nhận được một khoản tiền lương từ nghề tay trái hoặc may mắn trúng thưởng Hãy biết trân trọng khoản tiền mà bạn có trong tay, đừng tùy tiện tiêu pha không kiểm soát. Hỏa sinh thổ, vận trình tình duyên của bạn trong ngày này có những khởi sắc bất ngờ. Bạn có cơ hội gặp gỡ được nhân duyên của mình, đây có thể chính là người trong mộng bấy lâu của bạn. Còn trần trừ gì nữa, hãy đón nhận những tình cảm tuyệt vời mà người ấy gửi trao đi thôi. Tử vi tuổi ất sửu, thuộc mệnh kim. Không nên dính líu đến những chuyện của người khác dễ bị làm ơn mắc oán, hàm oan đề phòng có người kích bác hoặc nói xấu mình. Có tin xa tốt về chuyện tình cảm của mình hoặc của người thân, và có tin buồn về sức khỏe. Có sự thay đổi về công việc. Nếu có tài lộc chỉ là lộc của hạn kỳ vay mượn, tạm ứng. Tử vi tuổi đinh sửu, thuộc mệnh thủy. Nếu là ngày nghỉ thì không nên làm gì. Nếu không như vậy thì sẽ gặp nhiều người hoặc nhiều công việc đến với mình. Chuyện bất ngờ cũng có, chuyện đã hẹn trước cũng có. Sức khỏe không tốt hoặc phải lo lắng nhiều cần nên tôn trọng ý kiến lẫn nhau, dễ có sự bất hòa, nói nhiều. Có tài lộc nhưng dễ hao. Tử vi tuổi kỳ sửu thuộc mệnh hỏa. Tránh tranh cãi, phân bua, sự việc gì cũng có cách giải quyết. Nên cẩn trọng trong mọi việc dễ gặp sự trách oán phiền lòng. Ngày có nhiều sự trắc trở khó khăn hoặc phải làm việc vất vả mới có kết quả. Sức khỏe không tốt nên có sự nghỉ ngơi. Có tin buồn, chuyện vui chơi, tình cảm không nên kéo dài gặp điều bất lợi và hao tốn tử vi tuổi tân sửu, thuộc mệnh thổ. Có sự thay đổi về công việc, nhưng cũng có việc bị bỏ dở hoặc có sự tu bổ, sửa chữa, mua sắm. Nếu có tài lộc chỉ là lộc của hạn kỳ vay mượn, tạm ứng. Không nên dính líu đến chuyện của người khác dễ bị làm ơn mắc oán, hàm oan. Đề phòng có người kích bác hoặc nói xấu mình. Có tin không tốt về chuyện tình cảm của mình hoặc của người thân, và có tin buồn về sức khỏe. Tử vi tuổi quý sửu, thuộc mệnh mộc đề phòng có sự phản phúc hoặc sự việc xảy ra sẽ không dễ dàng như mình tính toán nên cẩn trọng trong mọi việc dễ gặp sự trách oán phiền lòng ngày có nhiều sự trắc trở khó khăn hoặc phải làm việc vất vả mới có kết quả sức khỏe không tốt nên có sự nghỉ ngơi có tin buồn chuyện vui chơi tình cảm không nên kéo dài gặp điều bất lợi và hao tốn tử vi tuổi dần Ngày này gặp cục diện dần tị tương hại cảnh báo kẻ tiểu nhân trong bóng tối đang bày mưu tính kế nhằm hãm hại bạn. Người tuổi dần lúc này cần phải hết sức bình tĩnh và cẩn trọng, tránh xảy ra những sơ suất đáng tiếc. Lại thêm kiếp tài giáng mệnh, bản mệnh có thể vì hành động liều lĩnh mà mất đi một khoản tiền lớn. Để tránh những rủi ro này, tốt nhất là bạn không nên đưa ra bất cứ quyết định quan trọng nào liên quan đến tiền bạc trong khoảng thời gian này. Ngày hỏa mộc tương sinh, may mắn là chuyện tình cảm của con giáp này khá tốt đẹp bạn có được một người đồng hành luôn ở bên động viên tinh thần cũng như chia sẻ những khó khăn vất vả. Hãy trân trọng và dành tình yêu cho người ấy nhiều hơn nữa nhé. Tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy. Cẩn trọng khi nhận tin tức, người mặc dù thân mật cũng chớ nên tin cẩn. Không chứa chấp người lạ trong nhà hoặc kết bạn mới. Có sự kèn cựa tranh giành của tiểu nhân đưa đến có nhiều bực mình, nhưng không nên tranh cãi, sẽ bị thiệt thòi hoặc bị ràng buộc về lời nói, hẹn ước tránh chuyện thị phi, thưa kiện, có người chơi xấu hoặc gây cản trở. Tuy nhiên vẫn có quý nhân giúp đỡ hoặc có được tài lộc và phân tán trong những việc đã có dự tính trước. Ngày thuận lợi cho sự thay đổi mọi mặt và đi xa, di chuyển. Tử vi tuổi bính dần, thuộc mệnh hỏa. Không nên vướng vào chuyện tình cảm, vui chơi lâu dài, dễ có sự mít lòng, thiệt thòi. Cẩn trọng khi muốn tiến hành giải quyết các công việc đã chờ đợi từ lâu nên dự tính trước ngày có nhiều công việc, hoặc thân nhân, bè bạn đến dễ có sự hao tốn mà không có lợi. Có chuyện thị phi, trách oán. Tử vi tuổi mậu dần, thuộc mệnh thổ. Không nên hài lòng với những gì đã có trong hiện tại. Nên cố gắng thêm sẽ có kết quả tốt hơn. Mọi việc nên khéo léo dùng tình cảm để thuyết phục sẽ có lợi. Có người nhờ mình giúp đỡ, hoặc do chính mình tự nguyện bảo bọc. Ngày có nhiều công việc, hoặc thân nhân, bè bạn đến dễ có sự hao tốn nhưng vẫn có tin tốt về làm ăn cho tương lai mọi sự mong cầu về tiền bạc khó thành công tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc có sự kèn cựa tranh giành của tiểu nhân đưa đến có nhiều bực mình nhưng không nên tranh cãi sẽ bị thiệt thòi hoặc bị ràng buộc về lời nói hẹn ước tránh chuyện thị phi thưa kiện có người chơi xấu hoặc gây cản trở tuy nhiên vẫn có quý nhân giúp đỡ hoặc có được tài lộc và phân tán trong những việc đã có dự tính trước tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim nên cẩn trọng vấn đề đi lại di chuyển sử dụng xe cộ máy móc Mọi việc nên khéo léo dùng tình cảm để thuyết phục sẽ có lợi. Có người nhờ mình giúp đỡ hoặc do chính mình tự nguyện bảo bọc. Ngày có nhiều công việc hoặc thân nhân, bè bạn đến dễ có sự hao tốn hoặc phải chi phí cho những việc định kỳ, giao thiệp. Nhưng vẫn có tài lộc hoặc có tin tốt về làm ăn cho tương lai. Tử Vi tuổi Mão Tử vi hàng ngày nhận thấy, trong ngày thứ ba này có tỷ kiên chiếu mệnh, con giáp tuổi mão dễ vướng phải những rắc rối trong các mối quan hệ xã giao. Tốt nhất bạn nên tránh xa những cuộc chuyện trò bàn luận nơi công sở, bạn sẽ không thể biết được mình sẽ rơi vào tình huống chia bè kết phái thế nào đâu. Về chuyện tình cảm, may mắn là sau chuỗi ngày căng thẳng vì tranh cãi liên miên, cuối cùng mối quan hệ giữa bạn và người ấy đã có thể được cải thiện hơn trong ngày mộc sinh hỏa như hôm nay. Cả hai đã biết chia sẻ và lắng nghe nhiều hơn theo hải thượng lãn ông, ngày 11 âm lịch nhân thần ở ngón chân, bản mệnh nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này. Tử vi tuổi ất mão, thuộc mệnh thủy. Sức khỏe không tốt, nên chăm chú về công việc làm của mình, không nên nghĩ chuyện xa xôi, bàn tán chuyện người sẽ gặp điều không hay. Nên ở yên, ngày có nhiều tin tức không tốt, xui xẻo đến với mình, dễ bị trách oán, hàm oan, tranh cãi. Dễ bị phạm sai lầm. Sự mong cầu về tiền bạc còn chậm hao tài về vui chơi giao thiệp tiệc tùng tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa nếu không phải là chuyện cần thiết thì nên giới hạn việc đi lại gặp gỡ chỉ đem lại nhiều hao tốn hoặc rất dễ gây ra những chuyện phiền lòng trái ý bệnh tật hoặc phải làm việc trong tâm trạng bị ép buộc không nên bàn chuyện thị phi hoặc dính líu đến công việc của người khác hoàn toàn không có lợi tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ không nên bàn chuyện thị phi hoặc dính líu đến công việc của người khác hoàn toàn không có lợi ngày rất dễ gây ra những chuyện phiền lòng trái ý bệnh tật hoặc phải làm việc trong tâm trạng bị ép buộc có tài lộc hoặc có người đến đem tin vui hoặc được quà cáp hao tốn về mua sắm giao thiệp tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc ngày có nhiều tin tức không tốt xui xẻo đến với mình dễ bị trách oán hàm oan tranh cãi dễ bị phạm sai lầm tài lộc còn chậm sức khỏe không tốt nên chăm chú về công việc làm của mình không nên nghĩ chuyện xa xôi bàn tán chuyện người sẽ gặp điều không hay nên ở yên hao tài về vui chơi giao thiệp tiệc tùng đình đám tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim mọi việc không nên hấp tấp cần phải có sự kiên nhẫn và chờ đợi sẽ có kết quả không nên bàn chuyện thị phi hoặc dính líu đến công việc của người khác hoàn toàn không có lợi ngày rất dễ gây ra những chuyện phiền lòng trái ý bệnh tật hoặc phải làm việc trong tâm trạng bị ép buộc có tài lộc hoặc có người đến đem tin vui hoặc quà cáp hao tốn về mua sắm giao thiệp di chuyển Tử vi tuổi thìn Xem tử vi ngày thứ ba này cho thấy, người tuổi thìn được chính tài độ mệnh nên sẽ sớm được đón những tin vui về tiền bạc trong ngày này. Sau bao ngày vất vả cuối cùng thì bạn cũng đã nhận được những gì xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Tuy nhiên, bản mệnh đừng quá thật thà mà cho người khác biết được số tiền trong ví của bạn. Nếu gặp phải kẻ xấu bụng, chúng sẽ chẳng để yên cho món mồi béo bở này đâu ngũ hành hỏa thổ tương sinh báo hiệu vận trình tình duyên của con giáp này trong ngày hôm nay có nhiều tiến triển bạn và người ấy có thể bàn tính đến chuyện về chung một nhà rồi đó hãy lên kế hoạch thật cụ thể cho tương lai của đôi bạn đi nhé tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa khi bắt tay vào làm việc cần phải có thái độ cương quyết và bền trí mới có kết quả nếu có nhận được tin không tốt hoặc trái với dự tính của mình cũng không đáng lo ngại sẽ có phương hướng giải quyết ở một ngày khác không nên hấp tấp trả lời, tài lộc trung bình, nên tu bổ, sửa chữa, chỉnh đốn lại công việc đồ đạc. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, nên nhẫn nại hoặc cố gắng thuyết phục để việc mong cầu theo đúng ý mình, nhưng phải hoàn tất cho nhanh. Ngày có sự thay đổi hoàn cảnh hiện tại, có tin vui hoặc có sự gặp mặt, tuy nhiên cũng phải cẩn trọng về lời nói có sự trách oán ngầm hoặc vì mình phải ra đi khi sự việc chưa kết thúc. Nếu có lộc bất ngờ thì cũng không nên tiến thêm sẽ không tốt tử vi tuổi mậu thìn, thuộc mệnh mộc. Nên có sự hoàn trả nợ nần về tiền bạc cũng như về ân tình nghĩa lụy, sự trung đụng về làm ăn, giao dịch sẽ có kết quả lâu dài. Có tin xa, nếu có cuộc hẹn thì nên chờ đợi, có sự rời hẹn, chậm trễ. Công việc của người khác không nên nhúng tay vào dễ bị hiểu lầm, mất của. Tránh mọi chuyện thị phi, tranh cãi trong gia đạo cũng như ở văn phòng. Có người đến quấy rối. Tử vi tuổi canh thìn, thuộc mệnh kim. Ngày có nhiều công việc đến cần phải lo âu, giải quyết. Tốt xấu lẫn lộn, nếu không tìm được phương kế thì nên tìm gặp quý nhân là người khác phái. Nên ra đi giải quyết công việc, có tin xa hoặc có khách, ngày có sự hao tốn về tài lộc, không nên hấp tấp trong mọi việc khi gặp sự trắc trở, sai hẹn hoặc rời hẹn. Tử vi tuổi nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy. Nếu có cuộc hẹn thì nên chờ đợi, có sự rời hẹn, chậm trễ. Công việc của người khác không nên nhúng tay vào dễ bị hiểu lầm, mất của. Tránh mọi chuyện thị phi, tranh cãi trong gia đạo cũng như ở văn phòng có người đến quấy rối, nên có sự hoàn trả nợ nần về tiền bạc cũng như về ân tình nghĩa lụy, sự trung đụng về làm ăn, giao dịch sẽ có kết quả lâu dài. Có tin xa. Tử vi tuổi tỵ. Xem tử vi thứ ba của 12 con giáp chỉ ra rằng, thương quan chiếu mệnh cảnh báo người tuổi tỵ sẽ phải đối diện không ít khó khăn trở ngại trong ngày hôm nay, chỉ một lần không cẩn thận để xảy ra sơ xuất mà bản mệnh có thể phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề không chỉ phải đền bù thất thoát mà còn dễ bị mất chức mất việc nữa những người đang tham gia các kỳ thi cử hay ứng tuyển cũng cần phải chuẩn bị tinh thần và kiến thức sẵn sàng đừng chủ quan mà khiến bản thân phải hối tiếc về sau xem lịch âm dương thứ ba này nếu muốn mọi việc tiến hành được suôn sẻ và thuận lợi hơn bản mệnh nên chọn giờ tốt và hướng tốt để xuất hành Cụ thể bạn có thể đi về hướng Tây Bắc để gặp hỷ thần hoặc hướng Đông Nam nếu muốn gặp tài thần. Tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa. Ngày tuổi của bổn mạng. Chớ nên hấp tấp vội vàng hành động hoặc ăn nói dễ bị trách oán, hiểu lầm. Chớ nên để bị lôi cuốn vào lời nói của người khác. Ngày gặp bè bạn, thân nhân hoặc có tin xa. Gia đạo ồn ào, bận rộn. Tài lộc trung bình nhưng cũng không nên đầu tư, hùn hạp. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ. Ngày tuổi của buồn mạng nếu không phải là việc cần thiết khẩn cấp thì nên tiến hành bình thường không nên bày vẽ thêm không có lợi ngày không tốt cho mọi việc giao dịch ký kết hợp tác tránh mọi chuyện thị phi tranh cãi việc đi lại nên có sự giới hạn hoặc không được như ý tử vi tuổi kỳ tỵ thuộc mệnh mộc ngày tuổi của bổn mạng tránh mọi chuyện thị phi tranh cãi việc đi lại nên có sự giới hạn hoặc không được như ý nếu không phải là việc cần thiết khẩn cấp thì nên tiến hành bình thường không nên bày vẽ thêm không có lợi ngày không tốt cho mọi việc giao dịch ký kết tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim ngày tuổi của bổn mạng mọi việc đều phải dè dặt tuy không phải là xấu nhưng thêm một chuyện không tốt bằng bớt đi một chuyện sẽ không có kết quả nên tu bổ sửa chữa hoặc xem xét lại các việc cũ có tin buồn tài lộc trung bình tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy nên, nhẫn nại đợi thời cơ, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức khác, chỉnh đốn hồ sơ, sắp xếp lại công việc, cẩn thận đề phòng bất chắc, làm phước, chữa bệnh. Không nên, đi xa, di chuyển, đi lại, rời chỗ, thư kiện, tranh cãi, tranh luận, khai trương, xuất hành, ký kết hợp tác, khởi công, cầu hôn, cưới gà, mưu sự hôn nhân, mong cầu về tài lộc. Tử vi tuổi ngọ, Vận trình tử vi thứ ba này, thầy tử vi chỉ ra rằng, cục diện tị ngọ tương hội trợ mệnh, người tuổi ngọ trong ngày thứ ba này chẳng còn lo lắng muộn phiền về chuyện công việc nữa. Mọi thứ diễn ra thuận lợi và suôn sẻ không ngờ. Con giáp may mắn này nhận được sự trợ giúp từ mối quan hệ hài hòa mà mình đã dày công xây dựng từ trước đó. Cùng với sự xuất hiện của thực thần, hôm nay quả là một ngày may mắn đối với con giáp này. Bạn có cơ hội phát tài nhanh trong ngày hôm nay, đặc biệt là với những người làm ăn kinh doanh những mối làm ăn đầy triển vọng khiến bạn không thể bỏ qua tuy nhiên trong ngày hòa khí vượng như hôm nay bản mệnh nên quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn những hiện tượng đau nhức gân cốt suy nhược thần kinh đau đầu mất ngủ cũng dễ xảy ra tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim tình cảm tốt vui vẻ ngày có sự thay đổi về công danh cũng như tình cảm đã đến hạn kỳ cho công việc tình cảm tiền bạc cần phải giải quyết có sự mâu thuẫn, hiểu lầm chút ít trong nội bộ nhưng vẫn có thể hòa giải được. Có quý nhân giúp đỡ, tài lộc tốt hoặc có lộc ăn, hội họp. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy. Mọi sự rất dễ thay đổi, do đó việc gì đến thì nên làm nhanh, không nên chần chờ dễ gặp trở ngại hoặc có lời bàn ra tán vào khiến cho mình mất phương hướng, chỉ đem lại tranh cãi, giải thích khiến cho việc bị kéo dài thêm. Tuy nhiên vẫn nên giữ tình cảm tốt, tài lộc trung bình. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa nên nhẫn nại hoặc cố gắng thuyết phục để việc mong cầu theo đúng ý mình, nhưng phải hoàn tất cho nhanh. Ngày có sự thay đổi hoàn cảnh hiện tại, có tin vui, hoặc có sự gặp mặt, tuy nhiên cũng phải cẩn trọng về lời nói có sự trách oán ngầm, hoặc vì mình phải ra đi khi sự việc chưa kết thúc. Nếu có lộc bất ngờ thì cũng không nên tiến thêm sẽ không tốt. Tử vi tuổi canh ngọ, thuộc mệnh thổ. Cần phải có sự kiên nhẫn nếu gặp trở ngại, chậm chạp, bất chắc. Có sự mâu thuẫn, hiểu lầm chút ít trong nội bộ nhưng vẫn có thể hòa giải được có quý nhân giúp đỡ, ngày có sự thay đổi về công danh cũng như tình cảm. Đã đến hạn kỳ cho công việc, tình cảm, tiền bạc cần phải giải quyết, tài lộc tốt, hoặc có lộc ăn, hội họp, đình đám. Đề phòng sức khỏe không tốt. Tử vi tuổi nhâm ngọ, thuộc mệnh mộc. Nếu có lộc bất ngờ thì cũng không nên tiến thêm sẽ không tốt và nên chi phí những việc cần thiết hoặc chuyển giao tiền bạc vào một mục khác. Nên nhẫn nại hoặc cố gắng thuyết phục để việc mong cầu theo đúng ý mình, nhưng phải hoàn tất cho nhanh. Ngày có sự thay đổi hoàn cảnh hiện tại. Có tin vui, hoặc có sự gặp mặt. Tuy nhiên cũng phải cẩn trọng về lời nói có sự trách oán ngầm, hoặc vì mình phải ra đi khi sự việc chưa kết thúc. Tử vi tuổi mùi Xem tử vi cho thấy, trong ngày thứ ba này người tuổi mùi may mắn được quý nhân tam hội độ mệnh nên con đường công danh sự nghiệp trở nên bằng phẳng hơn trước rất nhiều bản mệnh nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ được giao và sớm chạm đến mục tiêu của mình mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Thiên tài trợ mệnh, vận trình tài lộc của con giáp này cũng vượng sắc không kém khi đón nhận tin vui tiền bạc về đầy túi. Các khoản lương thưởng từ nghề tay trái hoặc may mắn chúng thưởng bất ngờ ập đến khiến bạn không khỏi mừng vui. Chuyện tình cảm của bản mệnh cũng vô cùng lý tưởng. Sau bao sóng gió, cả hai đã có thể cùng nhau trải qua những khoảnh khắc nồng ấm và hạnh phúc bên nhau trong ngày hòa thổ tương sinh như hôm nay. Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim. Ngày không tốt, gia đạo hoặc trong công sở có nhiều việc xảy ra khiến mình phải giải quyết lo toan, bận rộn. Có nhiều tin tức hoặc có thân nhân, bè bạn đến khiến mình phải tiếp hoặc phải bỏ ngang công việc nửa chừng. Có sự hoàn trả về tiền bạc hoặc phải mua sắm, sửa chữa. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy. Việc gì cần làm thì nên làm ngay, không nên nghe lời bàn tán hoặc có những chuyện về tình cảm xen lẫn vào công việc đưa đến hậu quả không tốt nên giới hạn việc đi lại di chuyển nên cẩn trọng về lời nói sức khỏe không tốt ngày có nhiều sự vất vả nên cẩn trọng trong mọi việc tử vi tuổi kỳ mùi thuộc mệnh hỏa nên giới hạn mọi sự giao thiệp việc gì cần làm thì nên làm ngay không nên nghe lời bàn tán hoặc có những chuyện về tình cảm xen lấn vào công việc đưa đến hậu quả không tốt nên cẩn trọng về lời nói sức khỏe không tốt có tin buồn ngày có nhiều sự vất vả nên cẩn trọng mọi việc Tử vi tuổi Tân mùi thuộc mệnh thổ, nên chậm rãi không nên quyết định vội vàng sẽ không thuận lợi tốt đẹp. Có người đến nhờ mình giúp đỡ, truyền tiền bạc cần phải khéo léo, dễ có sự hao tốn hoặc không thành công. Việc tồn động ở quá khứ nên giải quyết cho xong như chữa bệnh, chỉnh đốn, thu dọn những việc còn bỏ dở. Tử vi tuổi Quý mùi thuộc mệnh mộc, nên giới hạn mọi sự giao thiệp việc gì cần làm thì nên làm ngay không nên nghe lời bàn tán hoặc có những chuyện về tình cảm xen lấn vào công việc đưa đến hậu quả không tốt nên cẩn trọng về lời nói sức khỏe không tốt có tin buồn ngày có nhiều sự vất vả nên cẩn trọng mọi việc tử vi tuổi thân ngày thứ ba này do chịu ảnh hưởng của cục diện ngộ hành tị thân tương hình nên người tuổi thân trong ngày thứ ba này sẽ phải đối diện với hết phiền muộn này đến áp lực khác bạn luôn nỗ lực không ngừng nghỉ để mang về cho tập thể những thành tích tốt nhất nhưng mọi thứ chẳng được ghi nhận may mắn là có các thần chính quan đến bên trợ giúp bạn có thể vượt qua những trông gai thử thách này một cách dễ dàng hơn tinh thần trách nhiệm của bạn là điều chẳng ai có thể chối cãi được tuy nhiên trong ngày hỏa kim xung khắc như hôm nay thì những tranh cãi mâu thuẫn giữa bạn với những người thân thiết nhất trở nên ngày một gay gắt hơn nếu không sớm tìm cách hóa giải mọi việc có thể đi theo chiều hướng xấu hơn nhiều đó Tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy. Cần nên cẩn trọng về lời ăn tiếng nói, việc làm dễ gặp chuyện thị phi, lời đồn, hàm oan hoặc có những tin tức đến mà nội dung có sự trái ngược lẫn nhau, nhất là về mặt tình cảm. Có quý nhân giúp đỡ. Tài lộc trung bình, có tin buồn về sức khỏe, bệnh tật tai nạn công danh của người thân. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa. Việc mình biết hoặc được sự ưu ái giúp đỡ của người khác thì nên giữ kín e có người tranh cạnh. Mọi việc càng nói ít thì càng tốt ngày dễ có sự hao tốn chi phí nên giới hạn mọi việc không nên bày vẽ thêm chỉ đem đến chuyện không có lợi tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ không nên ngại sự hao tốn và cũng đừng nên so đo khi mình muốn đạt được mục đích tuy nhiên vẫn có quý nhân hoặc có cơ hội tốt trong tương lai đề phòng có người chơi xấu hoặc trái ý với mình có tin xa ngày dễ có sự hao tốn chi phí nói chung khó có sự việc nào êm xuôi hoặc có sự kết thúc như ý muốn nên giới hạn mọi việc không nên bày vẽ thêm chỉ đem đến chuyện không có lợi tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc có quý nhân giúp đỡ có tài lộc nhưng dễ hao tán vì giao thiệp chi phí các loại có định kỳ đến hạn hoặc phải chia phần cần nên cẩn trọng về lời ăn tiếng nói việc làm dễ gặp chuyện thị phi lời đồn hàm oan hoặc có những tin tức đến mà nội dung có sự trái ngược lẫn nhau nhất là về mặt tình cảm có tin buồn về sức khỏe bệnh tật tai nạn công danh của người thân tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim đề phòng có người chơi xấu hoặc trái ý với mình có tin xa ngày dễ có sự hao tốn chi phí nói chung khó có sự việc nào êm xuôi hoặc có sự kết thúc như ý muốn nên giới hạn mọi việc không nên bày vẽ thêm chỉ đem đến chuyện không có lợi không nên ngại sự hao tốn và cũng đừng nên so đo khi mình muốn đạt được mục đích tuy nhiên vẫn có quý nhân hoặc có cơ hội tốt trong tương lai Tử vi tuổi dậu Bước sang ngày thứ ba này, người tuổi dậu đang gặp ngày có cục diện ngủ hành tị dậu bán hợp như này có thể đạt được những kết quả tốt trong cả sự nghiệp lẫn con đường công danh khoa cử. Hãy tin tưởng vào lựa chọn của mình, cùng quyết tâm để tiến đến chạm vào cái đích cuối cùng của mình nhé. Lại thêm thiên quan chiếu mệnh, con giáp năng động nhiệt tình này cứ mải mê giúp đỡ người khác mà quên mất việc mình cần làm lúc này. Những kẻ xấu bụng chỉ chờ cơ hội này để tìm ra những sai sót của bạn và biến mọi thứ do bạn gây dựng sụp đổ bất cứ lúc nào. Hỏa khắc kim, mối quan hệ giữa bạn và nửa kia gặp nhiều trục trặc trong thời gian này. Bản mệnh nên giữ bình tĩnh mỗi khi đứng trước các quyết định quan trọng. Hãy đánh giá chi tiết từng tình huống và đưa ra câu trả lời của riêng mình. Tử vi tuổi Ất Dậu, thuộc mệnh Thủy. Ngày dễ có sự trách oán, phiền muộn, hiểu lầm thị phi không nên dính líu đến chuyện của người khác gặp tai ương. Ngày nên ngồi yên, nếu có tiệc tùng đình đám hoặc có sự gặp mặt giao thiệp cũng không có lợi gì chỉ nghe những chuyện không tốt. Dễ hao tài. Tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa, Không nên có sự xích mích tranh cãi khi có bất đồng quan điểm. Có sự cạnh tranh hoặc có người kích bác mình. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, hoặc có tiệc tùng. Có tin tức, có tin xấu về sức khỏe, bổn mạng, tai nạn rủi ro của người thân nên cẩn trọng trong việc đi lại, di chuyển. Có tài lộc, hoặc chuyện vui, quà tặng. Tử vi tuổi kỷ dậu, thuộc mệnh thổ. Không nên có sự xích mích, tranh cãi khi có bất đồng quan điểm. Có sự cạnh tranh hoặc có người kích bác mình. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, hoặc có tiệc tùng đình đám. Có tin xấu về sức khỏe, bổn mạng, tai nạn rủi ro của người thân. Nên cẩn trọng trong việc đi lại, di chuyển. Có tài lộc, hoặc chuyện vui, quà tặng, ăn uống. Tử vi tuổi tân dậu, thuộc mệnh mộc ngày dễ có sự trách oán phiền muộn hiểu lầm thị phi không nên dính líu đến chuyện của người khác gặp tai ương nếu không có gì quan trọng thì chỉ nên làm việc bình thường hoặc ngồi yên vì nếu có tiến hành thì cũng khó có kết quả như ý hoặc phải bỏ dở nếu có tiệc tùng hoặc có sự gặp mặt giao thiệp cũng không có lợi gì chỉ nghe những chuyện không tốt dễ hao tài có sự hư hại tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim nên cẩn trọng trong việc đi lại di chuyển có tài lộc hoặc chuyện vui quà tặng ăn uống không nên có sự xích mích tranh cãi khi có bất đồng quan điểm. Có sự cạnh tranh hoặc có người kích bác mình. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, hoặc có tiệc tùng đình đám. Có tin xấu về sức khỏe, bổn mạng, tai nạn rủi ro của người thân. Tử vi tuổi tuất Xem tử vi hàng ngày cho thấy, được chính tài độ mệnh, con giáp tuổi tuất nhận được những khoản tiền lương, tiền thưởng xứng đáng cho những cống hiến của bạn. Cũng may bản mệnh là người có tính cách khá chắc chắn và rất biết cách tiết kiệm nên số tiền mang về cũng chẳng phải lo nghĩ quá nhiều nhé. Cuối cùng thì sau bao cách trở, hai người cũng đã có cơ hội được thử và trải nghiệm những điều hoàn toàn mới mẻ. Ngũ hành hỏa thổ tương sinh tiếp thêm cho bạn sức mạnh cùng người ấy vẽ tiếp bức tranh tình yêu còn giang dở. Xem ngày tốt xấu theo nhị thập bát tú, hôm nay thích hợp để khởi công tạo tác mọi việc đều tốt lành, tốt nhất là xây cất lầu gác, chôn cất, cưới gà các việc khác cũng tốt như dựng phòng, cất trại, xuất hành. Tuy nhiên, cần lưu ý nên kiêng cữ việc đi thuyền kèo dễ gặp xui xẻo. Tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa, Ngày không tốt, có nhiều tin xấu về công danh, sức khỏe, bổn mạng, tài lộc của người thân, bè bạn có liên quan đến đời sống của mình. Đề phòng rủi ro, tai nạn, đau ốm. Nên giới hạn mọi sự giao tiếp, sẽ gặp những chuyện phiền hà. Tranh mọi sự thị phi, tranh cãi. Không nên tiến hành những công việc lớn lao công việc chưa có thể kết thúc hoặc hoàn chỉnh. Tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ. Nên cẩn trọng trong mọi sự. Dù công việc hay tình cảm có dễ dãi cũng không nên đi quá xa dễ gặp sự mít lòng hay trách oán, hao tốn. Làm việc gì thì cũng phải làm đến khi có sự kết thúc chớ nên bỏ ngang. Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc. Tài lộc còn chậm, dễ hao, hay chỉ là lời hứa không nên tính toán hoặc tiến hành những công việc có tính lâu dài mọi việc đến cũng nhanh và qua đi cũng nhanh nên suy nghĩ kỹ một khi đã bị vướng vào thì khó thoát ra nên cầu viện quý nhân về ý kiến cần phải biết chờ đợi nếu có sự chậm trễ hoặc công việc bị trắc trở tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim nên giới hạn mọi sự giao tiếp sẽ gặp những chuyện phiền hà tránh mọi sự thị phi tranh cãi không nên tiến hành những công việc lớn lao công việc chưa có thể kết thúc hoặc hoàn chỉnh ngày không tốt, có nhiều tin xấu về công danh, sức khỏe, bổn mạng, tài lộc của người thân, bè bạn có liên quan đến đời sống của mình. đề phòng rủi ro tai nạn, đau ốm. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, tài lộc còn chậm, dễ hao, hay chỉ là lời hứa. không nên tính toán hoặc tiến hành những công việc có tính lâu dài. Mọi việc đến cũng nhanh và qua đi cũng nhanh, nên suy nghĩ kỹ một khi đã bị vướng vào thì khó thoát ra. nên cầu viện quý nhân về ý kiến. Cần phải biết chờ đợi nếu có sự chậm trễ, hoặc công việc bị chắc trở. Tử vi tuổi hợi Vận trình ngày thứ ba này, người tuổi hợi khó tránh khỏi những xô sát tranh cãi xảy ra do chịu ảnh hưởng không nhỏ từ cục diện hợi tị tương xung trong ngày này. Các mối quan hệ xã giao cũng từ đó mà trở nên nghiêm trọng hơn. Hãy cẩn thận từng lời ăn tiếng nói của mình, đừng để gây tổn thương cho người khác. Cũng may được các tinh chính ấn dẫn đường chỉ lối nên năng lực và vị thế của bạn đang được khẳng định mỗi ngày. Bạn hoàn toàn xứng đáng với sự đóng góp của mình. Ngũ hành hòa thủy xung khắc, các cặp đôi phải đối diện với giai đoạn quan trọng của cuộc đời. Việc dừng lại hay bước tiếp đều hoàn toàn phụ thuộc quyết định của bạn. Đừng để phải hối tiếc về sau nhé. Tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh Hỏa. Ngày xung của bổn mạng, không nên tranh cãi hoặc nhúng tay vào những việc của người khác dễ bị làm ơn mắc oán sự mong cầu về công việc tin tức đều chậm có trở ngại có tài lộc nhưng dễ hao nên kết thúc công việc tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ ngày xung của bổn mạng mọi việc chỉ nên tiến hành bình thường bày vẽ thêm sẽ gặp nhiều rắc rối hoặc có những sự việc xảy ra không đúng như dự tính không nên nhúng tay vào chuyện công danh tình cảm của người khác đề phòng có người dòm ngó vào chuyện của mình hoặc gặp chuyện thị phi nói xấu có tin buồn tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc ngày xung của buồn mạng đề phòng có người dòm ngó vào chuyện của mình hoặc gặp chuyện thị phi nói xấu tranh cãi có tin buồn sức khỏe không tốt đề phòng rủi ro tai nạn mọi việc chỉ nên tiến hành bình thường bày vẽ thêm sẽ gặp nhiều rắc rối hoặc có những sự việc xảy ra không đúng như dự tính không nên nhúng tay vào chuyện công danh tình cảm của người khác tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim ngày xung của buồn mạng có việc đi xa gặp gỡ bè bạn thân nhân hoặc có chuyện mình cần người giúp đỡ không nên tranh cãi, hoặc nhúng tay vào những việc của người khác dễ bị làm ơn mắc oán. Sự mong cầu về công việc, tin tức đều chậm, có trở ngại. Có tài lộc nhưng dễ hao, nên kết thúc công việc. Tử vi tuổi quý hợi, thuộc mệnh thủy. Ngày sung của bổn mạng. Mọi việc đi lại hoặc tiến hành công việc đều nên cẩn trọng, hay gặp rủi ro, trở ngại, rắc rối, cần phải bỏ sức ra nhiều. Đề phòng có người dòm ngó vào chuyện của mình, hoặc gặp chuyện thị phi, nói xấu, tranh cãi, có tin buồn. Sức khỏe không tốt, đề phòng rủi ro tai nạn bày vẽ thêm sẽ gặp nhiều rắc rối hoặc có những sự việc xảy ra không đúng như dự tính cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại